chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với vườn đào Mạnh Đại, địa chỉ thôn Đức Phong, xã Đại Đồng, Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Nhà vườn Mạnh Đại có khoảng hơn một mẫu đào, đủ các loại đào thế, đào nền thân, tất cả các loại giá phù hợp với mọi người dân chơi trong dịp Tết Nguyên Đán. Đây có khoảng tầm 2 mẫu với số cây tầm khoảng hơn 1.000 cây, có tất cả các loại đào, đào khế, đào nền thân. Năm nay dịch giã nhưng mà nhà vườn cũng bán cũng tương đối. Chào tất cả quý vị và các bạn.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với mảnh đất Kiến Thụy thân yêu. Và ngày hôm nay thì tôi đang có mặt ở một vườn đào có thể nói là đẹp nhất của mảnh đất Kiến Thụy. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là vườn đào Mạnh Đại tại địa chỉ Đức Quang Đại Đồng, Kiến Thụy, Hải Phòng. Và quý vị có thể thấy xung quanh chúng ta là một vườn đào có hơn 500 cây đào thế và hàng nghìn cây đào liền thân. Và ngay bây giờ đây thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan cùng nhau.